tiểu sử ca sĩ Cẩm Ly, cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc. Cẩm Ly tên đầy đủ là Trần Thị Cẩm Ly, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1970 tại Sài Gòn. Cô gốc ở Quy Nhơn, Bình Định, sinh ra trong một gia đình đông anh em, trong nhà có 6 anh chị em. Cha cô là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, hai em gái của cô là Minh Tuyết và Hà Phương, cũng là ca sĩ đang định cư ở Mỹ và hoạt động nghệ thuật tại trung tâm Thúy Nga. Vì cô đứng thứ ba trong nhà nên được khán giả gọi là Cẩm Ly, chị Tư theo tiếng miền Nam. Năm 2004, cô kết hôn với nhạc sĩ Minh Vi. Hiện tại, Cẩm Ly đã có hai đứa con gái là Cẩm Uyên và Cẩm Anh. Từ nhỏ, ba chị em nhà Cẩm Ly đã có năng khiếu âm nhạc thiên bẩm. Năm 1993, Cẩm Ly và Minh Tuyết cùng nhau đi hát và cũng trong năm đó, hai người đã đoạt giải nhất song ca do nhà hát Hòa Bình tổ chức. Ca sĩ Cẩm Ly, sự nghiệp âm nhạc. Năm 1993, Cẩm Ly ký hợp đồng với Kim Lợi Studio, một phòng thu có tiếng nhất thời đó. Năm 1997, Minh Tuyết đi qua Mỹ du học, còn Cẩm Ly thì phải ngừng hát một thời gian, lý do vì sức khỏe. Một năm sau, cô quay trở lại với âm nhạc và cho ra mắt hai album cùng nam ca sĩ Cảnh Hàn. Năm 1999, cô cùng với Đan Trường ra mắt album Nếu Phôi Pha Ngày Mai. Năm 2000, cô cho ra mắt album Mãi Không Phai, đánh dấu mốc cho sự nghiệp solo của cô. Những năm tiếp theo, cô thể hiện các ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy như Bờ Bến Lạ, Người Về Cuối Phố, Tình Không Đổi Thay, Mây Chiều. Album dân ca đầu tiên của cô mang tên Em Gái Quê do Kim Lợi Studio phát hành, gồm có 11 bài hát mang âm hưởng chất điệu dân ca. Tháng 7 năm 2001, Cẩm Ly là nữ nghệ sĩ đầu tiên có chương trình DVD và đây cũng là khoảng thời gian Cẩm Ly xác lập cho mình phong thái ổn định, tách ra độc lập và cũng là nữ ca sĩ thành công nhất tại Kim Lợi Studio. Cô là ca sĩ đầu tiên tổ chức live show miễn phí cho sinh viên vòng quanh ký túc xá trong 2 năm. Năm 2008, cô đã tổ chức thêm một live show tại sân khấu Lan Anh, kỷ niệm 15 năm ca hát của mình và cũng là lần đầu tiên cô tham gia đóng vai chính trong một vở cải lương. Trong khoảng thời gian đó, Cẩm Ly cũng thường xuyên xuất hiện trong chương trình Paris by Night 92 của trung tâm Thúy Nga. Năm 2009, ca sĩ Cẩm Ly tổ chức live show Tự Tình Quê Hương. Đây là live show thứ hai trong sự nghiệp ca hát của cô. Đồng thời, cô cũng tiếp tục cho ra hai album Em Không Thể Quên và album dân ca trữ tình Biển Tình. Năm 2013, cô tiếp tục tổ chức thêm live show thứ ba là Tự Tình Quê Hương 2. Trong live show, cô thể hiện hết 4 phong cách âm nhạc, dân ca, trữ tình, nhạc trẻ và cải lương. Cho đến hiện tại, Cẩm Ly vẫn đang tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát của mình. Ca sĩ Cẩm Ly tuyệt vọng sau 3 năm mất giọng và tái xuất sau khi bị bệnh. Năm 2017, Cẩm Ly bị mất giọng vì bệnh viêm xoang, dịch mũi của cô làm ảnh hưởng đến giọng hát, vì thế cô không thể tiếp tục hát. Có lúc cổ họng của chị bị khàn lại không phát ra tiếng, mặc dù chị đã thử dùng hết các biện pháp trị liệu nhưng vẫn không khỏi. Năm 2018, chị đi sang Mỹ chữa bệnh, phải dùng đến phương pháp nạo xoang và ở lại Mỹ một tháng. Sau khi phẫu thuật, giọng của Cẩm Ly dần cải thiện. Hiện tại, nữ ca sĩ đã hồi phục khoảng 70%. Nhưng âm giọng không còn được trong trẻo như lúc xưa, bị hát nhiều âm mùi hơn. Chị học cách chấp nhận và lựa chọn những bài hát phù hợp với chất giọng hiện tại của mình. Hiện nay, chị đang đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trong các cuộc thi âm nhạc. Khi nhìn thấy học trò lên sân khấu thì phần nào cô cũng đỡ nhớ sân khấu hơn. Show tuyệt phẩm trữ tình xưa và nay là ý tưởng ấp ủ bao lâu nay của hai vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly trong cuối năm 2019. Vì dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đành phải hoãn thời gian. Show được phát sóng trên YouTube, trong show có rất nhiều tập, mỗi tập thể hiện mỗi liên khúc khác nhau. Kinh phí của show lên đến hơn 1 tỷ đồng, sân khấu được xây dựng theo phong cách phòng trà, phát hành ngày 19 tháng 7 do MC Nguyên Khang dẫn dắt chương trình. Trong live show chỉ có mình Cẩm Ly biểu diễn cùng với 15 nhạc công. Cẩm Ly tiết lộ bí quyết 17 năm hôn nhân hạnh phúc. Cẩm Ly kết hôn với nhạc sĩ Minh Vi vào năm 2004 và có hai cô con gái. Sau nhiều năm đi hát, Cẩm Ly luôn nằm trong top các ca sĩ được yêu thích nhất dù cô hát thể loại nhạc trẻ hay là nhạc dân ca. Sau thời gian nghỉ hát vì bị mất giọng, Cẩm Ly toàn tâm lo cho gia đình nhiều hơn. Cẩm Ly tự nhận là mẫu nghệ sĩ của gia đình.
Cô dành thời gian vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, hạn chế những buổi đi chơi, tụ tập bạn bè. Nói về điều này, cô tiết lộ, không thích ra ngoài nhiều, khi xong công việc thường về nhà ngay thay vì đi đâu đó. Thậm chí không chỉ có cô mà ông xã Minh Vi cũng không thích ra ngoài. Dần dần cả hai hình thành thói quen giống nhau. Trong nhiều năm qua, ông xã Minh Vi luôn là người đứng sau hỗ trợ Cẩm Ly trong sự nghiệp ca hát. Ngoài việc sáng tác các bản hit cho nữ ca sĩ thể hiện, anh còn là chỗ dựa vững chắc của cô. Tuy nhiên, Cẩm Ly cho biết, trong gia đình thì dĩ nhiên có những lúc không thể ăn ý hoàn toàn. Đôi lúc cũng có những bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, với Cẩm Ly, đây là điều bình thường. Điều quan trọng là tìm những điểm hợp lý trong câu chuyện để giải quyết mọi vấn đề. Với cô, hạnh phúc không phải là những gì quá lớn lao, mà đó là việc nhìn thấy con cái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ thì là đủ rồi. Nguyên tắc vàng trong cuộc sống hôn nhân của cả hai. Với cô, hạnh phúc không phải là những gì quá lớn lao, mà đó là việc nhìn thấy con cái ngoan ngoãn, gia đình vui vẻ. Nguyên tắc vàng trong cuộc sống hôn nhân của cả hai chính là đàn một dây căng thì dây kia phải chùng. Tức cả hai khi xảy ra mâu thuẫn, nếu một người nóng giận thì người kia phải dịu lại để dung hòa. Hiện tại hai cô con gái của Cẩm Ly đều học giỏi và ngoan ngoãn. Tuy hai cô con gái có máu văn nghệ, nhưng hai vợ chồng vẫn không có ý định định hướng cho các con theo nghệ thuật mà chuyên tâm học tập tốt và có kiến thức vững vàng.